ứng dụng form lên sao vào. Các bạn lướt sơ vào cái nội dung mà chúng ta sẽ làm. Thứ nhất là cái ứng dụng form là cái gì, cái cách tạo cái ứng dụng form như thế nào. Thứ hai là khi chúng ta thiết kế cái form thì chúng ta có những cái chế độ, chúng ta có gì, một số cái control cơ bản khi các bạn thiết kế cái form. Và mình sẽ làm một cái ví dụ về cái calculator để minh họa cái quá trình tạo form cũng như quá trình xử lý các cái sự kiện liên quan đến cái form. Trong quá trình làm đó thì có một cái số cái phải mà các bạn hay làm khi làm cái form. Một số cái phương thức đặc biệt liên quan. Chúng ta sử dụng thêm cái đối tượng là timer trong Java để làm một số cái tiện ích cho cái người mà dùng cái chương trình của chúng ta đó. Ok, cái nội dung chúng ta nó cũng ngắn gọn như vậy thôi. Tuy nhiên cái công việc nó cũng 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 khá là nhiều. Các bạn mở cái ứng dụng Java luôn và chúng ta sẽ làm trực tiếp trên cái ứng dụng đó. Các bạn cứ vào mở cái ứng dụng Java như bình thường ha các bạn ha. Cái chỗ mà lúc mà các bạn tạo ứng dụng á thì các bạn cứ tạo bình thường thôi. File new Java rồi Java application như bình thường ha. Ok. Mình tạo cái ứng dụng, mình đặt cái tên của cái ứng dụng cái này là test. Cái calculator dụng của mình như vậy phải không? Ok. Ở đây các bạn có thể bỏ cái main class đi nhé. Khi các bạn click cái main class thì nó sẽ tạo ra cái lớp và trong nó chứa cái hàm main để nó thực thi cái ứng dụng của mình. Thì ở đây mình không muốn như vậy, mình sẽ muốn cái ứng dụng của mình nó chạy theo cái form luôn. Thì đó các bạn bỏ cái create main class này đi. Được chưa? Là cái ứng dụng của chúng ta nó trống trơn thôi, nó không có cái cơ sở. Ok ha, bỏ cái create main class này. Ok, finish. Rồi, các bạn được rồi phải không? Là cái ứng dụng của chúng ta nó chưa có gì hết các bạn nhé, nó trống hoàn toàn nhé. Ok, đây là cái sub-package và cái package trống của mình. Bây giờ các bạn có thể kích chuột phải ở cái default package. Các bạn chọn cái new. Ở đây chúng ta có thể nhiều cái new mới này. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái reframeform. Reframeform là cái form trên Java của chúng ta đó. Cái chữ J là viết tắt của chữ Java đó. Frame là cái khung đó. Cái khung cái trên cái khung cái form đó. Ok. Đây các bạn tạo cái lớp cái form mà xử lý chính của chúng ta đó. Form mà thực ra cái chương trình cái dự án của chúng ta chỉ làm việc với một cái form thôi, chúng ta gọi là calculus form chẳng hạn nha. Các bạn nào trẻ thì cứ cứ inbox vào trong cái message tới nhà tới mình sẽ lấy sau ha. Cứ nghe đi. Ok, vậy là cái lớp form này của chúng ta đó là cái lớp form chính của chúng ta. Finish. Thì khi các bạn finish xong á thì ở đây nó sẽ ra sẵn các bạn nè, cái bên phải màn hình á là cái screen container, tức là những container, tức là những cái chứa đó, cái công cụ chứa đó, screen. Trên đó nó có những cái đối tượng mà các bạn sẽ kéo và thả vào trong cái form của mình. Ok. Cái form của chúng ta đó đây là nó sẽ có hai cái chế độ các bạn nhé. Các bạn kích chuột phải ở trên cái đối tượng form đó, có hai cái chế độ để chúng ta hiển thị. Bình thường á khi các bạn thiết kế thì các bạn chọn cái open này. Còn khi các bạn viết code xử lý cái form đó, thì các bạn chọn cái edit này. Ở đây mình đang ở cái chế độ open. Được chưa? Vậy là các bạn cần á, thì các bạn có thể chuyển qua cái chế độ edit. Thì đây là cái code, các bạn thấy cái code tương ứng với cái form của chúng ta. Do hồi nãy chúng ta tạo ra không có cái hàm main đó, cái hàm main nó sẽ bỏ luôn ở trong cái lớp form cho chúng ta.
là khi khi chương trình nó chạy á, thì nó chạy từ hầm main đúng không nhỉ? Khi nó chạy từ hầm main á thì nó sẽ run cái form của chúng ta lên, cái calculator form của chúng ta lên. Cái calculator form của chúng ta là ở đây và chúng ta đang viết cái nhiệm vụ của nó. Trong cái calculator form á, các bạn phải tạo ra một cái form như vậy. Thì trong đó nó sẽ có những cái component, những cái thành phần trên cái form đó. Thường nó sẽ là những cái control điều khiển ở trên cái form. Hiện giờ cái form của chúng ta các bạn thấy không? Open này, nó chưa có gì cả, được chưa? Là cái form của chúng ta nó chưa có gì cả. Ok. Bây giờ mình sẽ thử thiết kế cái form các bạn nhé. Các bạn nhìn cái bên phải nó có những cái screen control này. Đây. Bây giờ mình muốn làm một cái form mà trong đó nó sẽ có một số cái động tác. Đây các bạn xem cái kết quả cuối cùng, cái microcalculator của chúng ta đây. Chúng ta sẽ có cái số đầu tiên, sau đó chúng ta input cái số thứ hai, sau đó chúng ta chọn cái phép toán là cộng trừ nhân hoặc chia và chúng ta sẽ nói nó tính toán thì nó sẽ ra cái kết quả được không hả? Thì các bạn nhìn vào cái ở đây của chúng ta đó, các bạn thấy rằng là chúng ta có những cái đối tượng gì? Cái interface number này, này là cái label, tức là một cái văn bản ở trên cái form thôi, không có cái gì hết. Tức là thường các bạn đưa vào để giống như là chú thích những cái trường thông tin ở trên cái form. Thứ hai là cái trường gtest field, là cái trường mà đó các bạn nhập vào cái text. Thường cái này nó giúp chúng ta lấy cái dữ liệu từ cái bên từ trên form mà chúng ta xuống chúng ta xử lý. Và cái số thứ nhất các bạn sẽ nhập vào cái test field này, cái số thứ hai các bạn sẽ nhập vào cái test field này. Và sau đó các bạn có bốn cái nút radio button. Nút radio các bạn biết rồi, hay sử dụng Windows các bạn biết. Tức là cái nút mà chúng ta chọn làm cái chức năng này hoặc là cái chức năng kia. Ở đây tương tự, cái kết quả của chúng ta sẽ là một cái result number và một cái dữ liệu đưa ra cái kết quả. Chúng ta có thêm một cái gọi là button, một cái nút để tính toán. Thì khi người sử dụng, người ta nhập dữ liệu đầy đủ vào các cái text này rồi thì người ta thực hiện cái tính toán, thì kết quả của chúng ta nó sẽ có ở đây. Ok ha. Thì bây giờ mình sẽ thiết kế cái form đó ở đây. Các bạn quay trở đây ha. Các bạn lấy cái label trước nha. Các bạn kéo và thả thôi các bạn nhé. Kích chuột kéo và thả cái label qua bên này. Được chưa? Ok. Các bạn kích chuột phải nhé. Các bạn chọn cái property là các bạn đang cái thiết kế cái đối tượng label 1 đó. Thì cái sổ property hiện ra, trong đó nó có cái thông tin mà các bạn đang muốn sửa này, text, cái trường từ màu đen đó. Text là cái mà nó hiển thị lên trên màn hình đó các bạn nhé. Ví dụ là the first number. Ok, đơn giản, cái label rất là đơn giản. Ok ha. Rồi, đó là the first number. Tương tự các bạn làm cho mình cái the second number. Kích chuột phải, chọn property the text. Ok, close lại. Ok ha. Cái cuối cùng, cái label cuối cùng là cái kết quả của chúng ta. Property các bạn nhé. Property nó chạy đâu lại? Trên thấy. Rồi, property. Cái này chúng ta gọi là gì? Result. Xin lỗi các bạn là hơi on tại cái nhà bên cạnh người ta đang sửa. Cái số kết quả là bao nhiêu các bạn ha? Vậy là ba cái label được chưa? Cái label thì đơn giản chỉ có cái text thôi các bạn. Thường rồi. Bây giờ các bạn sẽ có cái gfill, gfill text field. Okay. Các bạn bỏ đây để các bạn lấy cái số đầu tiên người ta đưa vào. Các bạn sẽ có ba cái test view ha, test view 2,
cái test view bạn. Thì khi các bạn tạo vào thì tự nó đặt tên cho các bạn 1, 2, 3 liên tục nhé. Thường các bạn sẽ sửa cái tên này lại, các bạn chọn property, nhưng mà các bạn không có chọn cái text nữa chi, tùy. Ví dụ cái text bạn cho mặc định là bằng 1 nhé, bằng 1. Ok, cái text này mặc định các bạn cho bằng 2. Cái text này mặc định các bạn không cho bằng gì hết, mặc cho bằng trống chẳng hạn. Đó là ba cái test của chúng ta. Thì các bạn cách chụp phải trên cái đối tượng test view á, các bạn chọn property, nhưng mà các bạn chọn cho mình cái gọi là cái code á, cái code đây. Cái code đây thường nó liên quan đến cái code. Khi các bạn viết code á, thì cái tên biến mà nó chứa cái test này này, thì ở đây hiện giờ nó đặt là gtestview1. Các bạn sẽ đặt cái tên gọi là gì? Ví dụ mình đặt là first number. Cái tên biến này mà ứng với cái đối tượng textbox này này là first number, thấy không? Ok. Tương tự, các bạn đặt cái tên biến cho cái thằng này là second number. Thì các bạn đặt tên gì thì kệ các bạn thôi, đặt cho đúng. Tuy nhiên trong quá trình đặt tên á, người ta cũng khuyên các bạn là nên giữ cái tiền tố đầu tiên lại. Ở đây các bạn đặt cái second number để chúng ta biết rằng là cái đối tượng, cái biến mà ứng với cái mà chúng ta tương tác trên cái form á, nó có cái kiểu là cái gì, cái control nó kiểu là gì. Mình giữ nguyên cái chữ gtestView lại các bạn nhé, và mình đặt cái tên biến ở đằng sau này thôi. Ok ha, close. Rồi, biến này cũng vậy. Cuối cùng các bạn đặt tên nó là gì đó, gcode và code nhé, gtestView và là user number. Được chưa? User number. Ok ha. Vậy là vừa rồi các bạn thiết kế được ba cái label và ba cái textbox. Các bạn có thể chạy thử thử coi nó có trục trặc gì không. Rồi chúng ta lại tiếp tục, chúng ta thiết kế tiếp. Các bạn F6 chạy phải không? Khi các bạn chạy như vậy thì do hồi nãy khi các bạn tạo ra cái form á, chúng ta chưa có cái lớp cho nó. Ở đây các bạn chọn cái main class là cái form của chúng ta nhé. Ok. Và chương trình đang chạy các bạn. Đây, các bạn thấy hiện ra cái form này. Cái form của chúng ta đây. Vừa rồi các bạn có làm ba cái label đó không nhỉ? Có ba cái text. Và cái text là cái nơi mà các bạn nhập dữ liệu vào ở trong cái text đó. Cái gọi là cái radio button đây. Các bạn lấy làm tương tự hoàn toàn đó các bạn. Radio button 1. Các bạn kéo thả thôi, rất là nhanh. Rất là nhanh. Nếu mà các bạn không xài NetBeans mà các bảng xài một cái trình soạn thảo nào đó mà nó không có hỗ trợ nhiều á, thì những cái chỗ này thường các bạn không có kéo thả gì được, và các bạn phải viết cái code để tạo ra các cái đối tượng này ở trên form. Thì thường cái việc như thế thì nó mất nhiều thời gian hơn và nó dễ gây cái sai sót hơn. Ví dụ đây mình tạo ra cái radio button. Các bạn để ý là thường chúng ta có hai cái quan tâm là cái text và cái name các bạn nhỉ. Cái text thì là cái gì, ví dụ như là cộng, phép toán cộng ha. Cái text này là phép toán nhân. Text này là phép toán nhân. Ok. Là trừ đi ha. Trừ. Sẽ làm phép trừ cho cái radio button thứ hai. Property. Property chọn text. Phép toán nhân. Phép toán thứ tư. Text chữ phải. Property. Text. Phép toán chia. Được chưa? Ở đây đó là cái text. Còn cái text ra đó các bạn quan tâm tới một cái đối tượng gọi là cái name, thì cũng vào property thôi, nhưng mà nhớ chọn thêm cái code là chưa. Thì cái variable name là cái tên của cái biến mà ứng với đó. Cái radio button này các bạn thêm cái dấu gạch ngang cho mình. Các bạn gọi là gì ta? Cộng gọi là addition ha. Addition. Cộng. Chưa? Cộng. Ok. Cái tên thứ hai trừ. Cái trừ này chúng ta đặt tên là code.
button subtraction. Ok, đối tượng thứ hai. Đối tượng thứ ba là cái đối tượng cái tên biến thứ ba ứng với nó là cái multiple. Cái thứ tư là cái chia, cái code đó còn là đây là chia ha, chia bài. Đó là bốn cái tên biến mà ứng với bốn cái radio button này. Thì khi chúng bạn chạy á, thì chúng ta sẽ chọn một trong các cái trường hợp này. Sau đó chúng ta thêm một cái nút nữa để thực hiện cái tính toán, chúng ta gọi là button. Ok, cái nút button của chúng ta đây, cái nút này dùng để tính toán các bạn ha. Button. Chúng ta gọi là compute. Ok, các bạn có thể không đặt tên cho nó cũng được. Khi nào, khi thường các bạn dùng những cái đối tượng này để các bạn tham chiếu tới thì các bạn nên đặt tên. Còn không, các bạn cứ để nguyên vậy thì các bạn cũng không cần đặt tên cho nó, không sao cả. Ok, là cái của chúng ta nó sẽ có thêm bốn cái button và một cái bốn cái radio và một cái button các bạn ha. Ok, các bạn làm thêm cho mình bốn cái radio và một cái button. Tí nữa chúng ta sẽ xem thử là cái xử lý code nó sẽ như thế nào. Giờ mình tạo ra một số cái control cơ bản mà mình tạo ra được cái form của mình đó. Có label này, có test field này, có radio button này, nó có button này. Là chúng ta tạo ra được đây là bốn cái những rất là cơ bản. Còn ra sau này khi các bạn viết app thì từ cái ứng dụng của chúng ta các bạn sẽ tự tìm hiểu và thêm bổ sung thêm những control mà cái chương trình mình cần. Là khi chúng ta thử chạy cái chương trình thì như hồi nãy mình đã chạy rồi, các bạn thấy không, mình đang chạy lên đây, chúng ta có như là người sử dụng á, sau khi chạy lên, người sử dụng người ta nhập vào đây dữ liệu vào đây, người ta chọn một cái nút ở trên cái radio đó. Các bạn thấy rằng là khi mình chọn á, thì nó chọn, nhưng mà khi mình chọn cái khác thì nó không bỏ được, các bạn thấy không? Đây là cái lỗi mà khi mình hay rất là hay gặp. Thường bốn cái này nó loại trừ nhau các bạn ạ. Tức là mình chọn cái này thì không chọn cái kia, mình chọn cái kia thì không chọn cái này. Quay trở lại cái form á, các bạn thêm cho mình cái gọi là button group các bạn ha. Button group tức là cái lớp này nó sử dụng để nó nhóm những cái radio button trở thành một cái group. Điều đó giúp mình loại trừ những cái việc mà chúng ta chọn nhiều cái button cùng một lúc. Các bạn cứ kéo và thả cái button group vào trong cái chương trình. Được chưa? Thì đây là một cái đối tượng phụ, nó không có hiển thị lên trên cái form của bạn. Nó nằm trong cái gọi là other components bên dưới này. Các bạn thấy cái bên trái bên dưới này, other components. Cái group của mình á là cái button group 1 á, là mình mới vừa thêm vào này. Được chưa? Cái button group 1 mới vừa thêm vào. Ok, ở đây mình sẽ làm gì? Mình sẽ đưa cái những cái bốn cái radio button này nè, mình bỏ vào trong cái group này. Có nghĩa là cái group nó sẽ group lại bốn cái radio button này. Thì khi đó mình chọn một trong bốn cái này thôi các bạn nhé, không được chọn nhiều trong cái này. Bởi vì chúng ta đã thêm vào trong cái button group, thì cái button group nó giúp mình kiểm soát những cái button radio button ở trong cái nhóm của nó. Ở đây các bạn thử quay lại viết code trên nó. Đây các bạn kích chuột phải chọn cái edit. Chúng ta thử vào trong chúng ta viết code nha. Ok. Ở đây là chúng ta chỉ có một cái file thôi, cái file Java của chúng ta này. Trong cái chỗ mà cái init component này các bạn nè. Các bạn thấy cái init component này á, là những cái mà hồi nãy giờ chúng ta thiết kế trên cái form á, thì tất cả nó sẽ sinh ra khi các bạn kéo và thả từ cái screen container vào trong cái form á, thì cái NetBeans nó tự động nó sinh ra cái code, chứ không phải là chúng ta ngồi viết code để chúng ta viết code. Ví dụ ở đây các bạn có thể xem thử bên trong nó có cái gì, ví dụ như là code source trong cái đó này có generate code này. Đây các bạn thấy
cái init component này rất là phức tạp. Và để mà làm ra được cái đó đó thì các bạn phải viết rất là nhiều code. Ví dụ hồi nãy giờ các bạn kéo bên này và thả bên kia, kéo bên này và thả vào cái form đó, thì những cái code nó sẽ được tạo ra tương ứng. Các bạn liếc sơ qua này, ví dụ hồi nãy các bạn chọn cái property đó không nhỉ, các bạn chọn cái text là the first number đó không, thì nó sẽ viết ra cái code tương ứng. Đây là cái code nó được generate trong quá trình mà chúng ta xử lý trên cái form của mình. Cảm thấy là rất là phức tạp. Khi mà nếu mà chúng ta không có cái giao diện mà thiết kế form như kiểu vậy thì các bạn phải viết cái code này rất là mất công. Thì may là NetBeans đã làm sẵn cho mình cái này để giúp cho mình làm nhanh hơn. Thường các bạn cũng không tò mò bên trong, nếu mà các bạn tò mò thì các bạn xem, không các bạn gom nó lại. Ngoài cái việc tạo ra, sau khi các bạn tạo ra những cái radio button đó các bạn nha, bây giờ các bạn sẽ thêm nó vào trong cái button group của mình. Các bạn thấy là chúng ta có cái button group 1 này. Đây là cái mình mới vừa tạo ra. Các bạn chấm add. Chúng ta thêm cái button vào trong cái re-radio button. Re-radio button. Và thêm cái button cộng vào trong cái nhóm của mình. Những cái thằng mà được thêm vào trong cùng một nhóm đó, nó sẽ loại trừ nhau. Chúng ta có 4 thằng phải không? Là có 4 thằng. Addition, subtraction, multiple. Đặt đúng cái tên hồi nãy các bạn đặt trong cái property code đó các bạn nhé. Ở đây là division. Cái button này này, radio button này này, nó nằm chung một cái button group. Do đó khi chạy chương trình lên thì các bạn thấy rằng là không thể chọn nhiều hơn một cái được. Ví dụ mình chạy lên nghe. Đây, mình chọn cộng ha, mình chọn trừ ha, thì cái cộng này nó bị loại trừ ra do bốn cái thằng này nó được quản lý chung. Do đó cái nó sẽ tự động chuyển cái đổi cái mục đích cho mình. Enter the first number, enter the second number. Ok, tốt quá. Là gì? Let compute. Rồi, result. Ok. Bây giờ các bạn xem thử cái tính toán nó sẽ như thế nào. Giờ mình sẽ lấy dữ liệu từ cái form xuống và mình sẽ xử lý nó. Thì là khi người sử dụng hòa nhập vào 1, 2 và người ta chọn một cái phép toán nào đó. Khi chúng ta chọn, người ta chọn cái nút gọi là compute là bắt đầu tính toán này. Thì lúc đó chúng ta mới xử lý cái code liên quan. Các bạn quay trở lại cái form, quay trở lại cái form ở cái chế độ thiết kế các bạn, chế độ thiết kế. Các bạn kích chuột phải và chọn cái open này. Ở chế độ thiết kế các bạn kích đôi chuột vào cái compute nhé, các bạn kích đứt chuột nhé. Có nghĩa là chúng ta tạo ra một cái sự kiện. Kích đứt các bạn nhé. Mình kích đứt này. Đó, kích đứt này. Là khi cái button mà khi cái button nó được action, được action là được kích hoạt đó, thì chúng ta sẽ làm cái gì? Các bạn để ý cái lập trình trên form của chúng ta nó không giống như lập trình trên console. Khi chúng ta lập trình trên console đó, thì thứ tự những cái câu lệnh mà chúng ta viết đó, nó sẽ thực hiện theo cái thứ tự những cái câu lệnh mà chúng ta viết. Còn khi các bạn thực hiện trên cái form đó, thì khi người sử dụng người ta chọn cái chỗ này, chọn cái chỗ kia trên form, thì các bạn phải xử lý tương ứng. Thì còn nếu người ta không làm, không thao tác cái gì thì thôi, chương trình chúng ta nó không có cái xử lý gì cả. Cái xử lý chúng ta gọi là cái lập trình này, người ta gọi là lập trình sự kiện. Tức là khi các bạn làm việc ở trên form, các bạn lập trình trên form thì cái lập trình của chúng ta gọi là sự kiện. Tức là cái sự kiện nó xảy ra từ người sử dụng, chúng ta đáp ứng cái yêu cầu. Ở đây là chúng ta vừa làm cái gì? Chúng ta vừa xử lý cái sự kiện mà người ta kích chuột vào compute. Thì chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào trong cái compute này. Thì mình dự định làm gì? Mình sẽ tạo ra một cái lớp để thực hiện cái việc tính toán. Và khi người ta kích vào cái trục vào cái chỗ đó đó, thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc tính toán đó. Các bạn quay trở lại cái dự án của chúng ta. Các bạn new ra một cái class. Các bạn vào file, chọn new file. Hoặc là ở đây, trong cái default package này, các bạn kích chuột phải chọn new và chọn cái Java class. Được không? Java class.
cái lớp bình thường các bạn nhé, cái lớp để thực hiện cái tính toán. Ok, mình gọi là gì? Calculator. Cái lớp mà chúng ta thực hiện cái tính toán đó là calculator. Ok, calculator. Những cái tính toán của chúng ta nó sẽ nằm trong cái lớp này. Khi các bạn thực hiện một cái tính toán thì các bạn cần phải ở đây mình sẽ làm là đối với những cái double nhé. Gọi là gì? Cái số hạng thứ nhất. Cái số hạng thứ nhất là gì? Số hạng thứ hai là gì? Cái kết quả là gì? Là gì? Cái tính toán của chúng ta, cái đối tượng tính toán nó sẽ có hai cái số hạng tính toán là AB và cái kết quả là result. Ngoài ra chúng ta có một cái để chúng ta lưu cái toán tử, cái operator của chúng ta. Các bạn tạo ra later. Vậy là các bạn sẽ set phương thức gọi là set là đưa cái dữ liệu A vào. Các bạn để ý là gì? Khi các bạn lấy cái text box, cái dữ liệu từ cái text box á, các bạn lấy xuống á, thì các bạn lấy cái dữ liệu trên cái text box xuống á, thì lúc đó các bạn sẽ đưa vào trong cái đối tượng operator trên cái form của chúng ta này. Khi người ta gõ vào cái từ first number, các bạn lấy cái số liệu trên cái text đó, các bạn đưa vào trong cái calculator của chúng ta. Các bạn có cái set A, các bạn có cái set B và các bạn có cái set operator. Đây là những cái thông tin mà chúng ta lấy xuống. Trong quá trình làm việc á, trong quá trình sau khi lấy được những cái thông tin đó xong, các bạn sẽ tiến hành một cái động tác gọi là tính toán. Chúng ta sẽ tính toán và chúng ta lưu lại được cái kết quả của chúng ta là nó bằng bao nhiêu. Chúng ta sẽ đưa vào trong cái tính toán. Tính xong thì các bạn làm cái gì? Tính xong các bạn sẽ get ra cái gọi là cái result. Để chúng ta lấy cái result mà chúng ta trả lại cho mình. Thì không các bạn nè. Thì là chúng ta dự định chúng ta sẽ tạo thêm một cái lớp gọi là calculator. Cái lớp này để lấy dữ liệu từ cái trên form, thực hiện các cái tính toán tương ứng, sau đó trả cái result ra ngoài. Cái lớp này không phụ thuộc vào lớp form các bạn nhé. Chúng ta có một cái file khác hoàn toàn với cái file form. Ok. Bây giờ các bạn có thể chọn lựa một trong hai cách, một là các bạn viết cái này trước. Ở đây chúng ta xử lý cái sự kiện theo cái gì? Tính toán theo cái gì? Các bạn thử viết cho mình ở đây cái tính toán thử xem. Có mấy trường hợp xảy ra? Ví dụ tùy cái toán tử nó là gì? Các bạn có bốn cái toán tử cộng trừ nhân chia đó nhỉ? Các bạn sẽ switch cái gì? Operator. Những trường hợp case cộng các bạn gì các bạn ha? Thì sao là gì? Bằng A là cái số thứ nhất đó, hoặc cộng cho B. Cái tổng cộng làm tương tự do trừ nhân chia. Trừ nhân chia như thế nào? Cái này là một cái lớp tính toán thuần túy ở bên ngoài thôi. Chúng ta có A, B, C và cái toán tử. Thì chúng ta sẽ tính toán như thế nào? Sau đó các bạn mới phối hợp cái này vào trên cái form của chúng ta nè. Các bạn làm thì coi. Result bằng A trừ B. Tương tự các bạn nhấn okay. Cái trường hợp cuối cùng thường các bạn hay dùng cái chỉ for thôi. Chỉ for mình đang hiểu là gì các bạn nhỉ? Chia, đúng không? Chia. Các bạn để ý cái phép chia không phải lúc nào cũng thực hiện đâu.
Chia không phải lúc nào cũng thực hiện được. Thì sao các bạn hả? Chia thì nếu mà B mà bằng không thì mình không có chia được, đúng không các bạn? Thì lúc đó các bạn sẽ gắn cái position bằng cái khi mà không làm được các bạn hay gắn nó bằng cái net not a number, không chia được rồi. Tức là một cái hàng nó quy định sẵn thôi. L kết quả của chúng ta nó sẽ bằng chia cho B. Là bốn trường hợp xảy ra đối với bốn cái phép toán, và các bạn sẽ tính toán từng tính toán xong thì nó lưu cái return lại các bạn nhé, chúng ta không cần phải trả nó về chi. Cái hàm get return này này nó sẽ lấy cái return ra cho chúng ta tính toán ở trong đó thôi. Okay. Rồi giờ là các bạn nhìn lại nè, chúng ta vừa tạo ra một cái lớp gọi là calculator để chúng ta xử lý cái tính toán. Ok, cái form ở cái chỗ nào, cái chỗ mà button một action đó, perform, bạn nào không nhớ đó thì có thể là open lên này, xong rồi double vào cái computer, nó sẽ nhảy đến cái chỗ này để chúng ta làm này. Ở đây á, các bạn sẽ tạo ra một cái đối tượng gọi là calculator, calculator đối tượng tính toán của chúng ta đó. Đây là C ha, cái calculator. Các bạn sử dụng phương thức constructor mặc định thôi. Cái calculator này nó chưa có A, B, C, D gì cả, nó chưa có gì. Các bạn sẽ thực hiện cái việc gọi là chấm. Hình như mình có cái set rồi đúng không? Mình gọi cái set A, đặt cái tham số thứ nhất. Bây giờ cái số mà chúng ta lấy nó ở đâu ra? Bạn quay lại cái form. Cái chỗ này các bạn nha, các bạn nhớ, còn nhớ cái chỗ này là số 1 này. Số 1 này hồi nãy các bạn đặt cái tên là gì, nếu các bạn không nhớ thì các bạn vào trong xem rồi thì và cái call của nó này, đây g test first number thấy không, ok các bạn có thể có cái đó edit. Bây giờ các bạn phải lấy cái test của nó ra, lấy cái test của nó ra là cái g test field first number chấm các bạn get, có cái phương thức gọi là get text, nó là test field của bạn á, trong đó nó có điều khiển rồi nó có nhiều thứ, tuy nhiên mình chỉ lấy trong đó cái text của nó là bao nhiêu, cái text của nó là số 1 đó các bạn. Sau khi mình lấy cái text của nó, mình sẽ chuyển nó thành số, số là số thật các bạn nha. Các bạn dùng cái double chấm parse double để các bạn phiên dịch cái text đó, các bạn chuyển cái text đó thành cái, các bạn lấy cái text từ cái form và các bạn chuyển nó thành số. Được chưa, lấy text từ form chuyển thành số, sau đó các bạn set vào trong cái tham số thứ nhất của cái thằng calculator, được không? Ok ha. Rồi tương tự các bạn làm cho cái thằng B của chúng ta là từ cái test field second number. Là có A có B rồi các bạn nha, có A có B rồi. Ok. Bây giờ còn phải lấy phép toán nữa chứ, chưa chúng ta chưa có tính toán được, chúng ta phải lấy phép toán. Bây giờ làm sao biết là phép toán nào nó được chọn? Các bạn thấy trên cái form á, khi người sử dụng chọn là cộng hay là trừ hay là nhân hay là chia, thì chúng ta phải biết là cái mà đang chọn là cái gì thì chúng ta mới tạo ra cái đối tượng tính toán tương ứng. Ok không? Vậy thì các bạn sẽ kiểm tra nếu nó là những cái radio button các bạn nha. Hồi nãy các bạn nhớ các bạn là tên biến rồi, là các bạn sẽ nhờ cái việc mà các bạn đặt tên đó, radio button addition, giữ lại cái kiểu của nó các bạn nhé, để chúng ta dễ
hình dung hơn. Chấm. À, ở đây nó có một cái chức năng, có một cái function gọi là eSelected. Đó là eSelected. Có nghĩa rằng là cái radio button đó nó được chọn các bạn. Đây, eSelected. Nó trả về cái trạng thái của cái button này, true hay false, mình có chọn nó hay là không. Ừ. Nếu mà nó được chọn thì sao các bạn nhỉ? Nếu nó là được chọn thì à, các bạn cũng ghi lại cái phép toán. Và đây các bạn phải tạo ra một cái gọi là cái operator. Vậy thì trong trường hợp này cái operator của chúng ta sẽ gắn lại bằng cái phép toán gọi là phép tăng cộng. Ngược lại. Thì chỉ có mấy trường hợp xảy ra thôi, 4 trường hợp đúng không? Các bạn copy 4 lần. Được chưa? Là addition được select này hay là cái subtraction được select. Nếu mà cái subtraction được select thì cái chỗ này các bạn gắn là bằng trừ. Nếu cái multiple được select thì chỗ này cái toán tử của chúng ta sẽ là dấu nhân. Nếu cái thằng ngược lại nữa, có nghĩa là cái thằng divide division được select thì cái phép toán của chúng ta sẽ là phép chia. Trong trường hợp mà khi chạy vào có thể người ta không chọn cái gì các bạn, mà người ta vô người ta tính lên cái button của mình là lúc nó chạy lên nhiều khi nó không được chọn. Trong trường hợp này á, các bạn nghĩ làm sao ta thông báo cho người ta một cái gì đó, làm sao hiện ra một cái thông báo các bạn nha, làm sao hiện ra một cái thông báo phù hợp. Sẽ có một cái thông báo phù hợp. À, các bạn có cái gọi là cái tri option pane và show cái message dialog, cái hộp hội thoại mà trong đó có cái message. À, ví dụ trong trường hợp này người ta không chọn cái phép toán nào cả thì mình sẽ hiện ra một cái thông báo. Ok, hay là chỗ này các bạn sẽ là gì? Tri option. Show. Chúng ta sử dụng cái show message dialog. Đây, nằm đây các bạn. Tức là cái form đang chạy thì nó hiện lên cái message nhỏ nhỏ thông báo cái tình trạng của chúng ta. Ở đây nó có nhiều kiểu các bạn nha. Có thể các bạn làm thêm cái icon này, làm thêm cái message type, làm thêm cái title message vân vân, có nhiều kiểu. Chúng ta dùng cái dạng đơn giản thôi, là nó chỉ có cái này là cái form của chúng ta, cái pen của chúng ta. Và dùng cái form là this và cái thông điệp của chúng ta là gì? Mình nói là gì? Vui lòng nhập vào cái operator. Người ta chưa có nhập công tử đó. À, các bạn thấy ví dụ đây khi mới chạy lên thì nó chưa chọn phép toán nào hết này các bạn, bằng computer đấy. Cái message lỗi mà nó vừa hiện ra như chúng ta vừa viết ở đây này, input the operator, message lỗi hiện ra đây. Tức là bắt người ta phải nhập cái phép toán. Người ta chọn lại thì mình không làm gì cả thôi, mình là chọn, ví dụ người ta chọn cái dấu cộng để không, để chọn cái compute. À, ở đây mình chưa có tiếp tục xử lý tiếp. Nếu người ta chọn dấu cộng thì cái toán tử ở đây là cộng đó không các bạn hả? Nếu người ta chọn là trừ thì cái toán tử ở đây sẽ là trừ. Để trong cái compute này mình tiếp tục trong cái compute. Giờ lại sau cái đoạn này, sau cái if else để chọn lựa các cái phương án này, mình sẽ đẩy cái toán tử vào trong cái calculator. Chấm. Hồi nãy các bạn có một cái gọi là set operator. Đây. Các bạn sẽ đưa cái toán tử này vào trong cái lớp tính toán cho chúng ta. Open này nè, cái toán tử mà chúng ta đang chọn này, ta đưa vào trong cái lớp tính toán của chúng ta.
Rồi. À, nó báo lỗi gì đấy nhỉ? Chà, đây nó bắt phải khởi tạo bằng cái khỉ gì đó. Các bạn chọn lại. Sau đó các bạn làm gì nữa các bạn nhỉ? Sau khi lấy hết dữ liệu ở trên form và đưa vào cái lớp Calculate của mình á, thì bây giờ mình sẽ thực hiện cái tính toán Calculate chấm. Cái hàm tính hồi nãy mình gọi nó là gì? À, compute. Ok. Rồi. Mình tính xong mình làm gì nữa? Fill reason number đúng không? Mình dùng phương thức gì để mình xúc nó lên các bạn? Dùng phương thức gì các bạn hả? Các bạn khi các bạn lấy cái text ra thì các bạn dùng cái get text. Còn khi các bạn lấy đặt nó lên thì các bạn dùng cái có cái phương thức gọi là set, đúng rồi, set cái text. Cái test của mình thì set này. Mình lấy cái gì ra để mình set lên các bạn nha. Lấy cái reason của mình nó từ đâu các bạn? Nó từ cái calculate chấm. Các bạn lấy cái reason của nó là get reason đó các bạn. Hồi nãy mình viết là get reason để mình lấy ra cái reason đó. Lấy cái này ra thì cái này nó là số thật các bạn nha. Bây giờ mình phải chuyển nó thành cái string thì mình mới up lên được cái text ở trên cái màn hình. Ok, vậy là chỗ này á, muốn như vậy á, thì chỗ này muốn như vậy á. Tức là thì nó lỗi, các bạn phải new ra một cái double, dùng cái kiểu double này. Đó. Lấy cái con số mà tính được á, các bạn chuyển thành cái double. Sau đó các bạn to string để chuyển thành chuỗi ha. Cái get reason này này là cái tính toán được của chúng ta, nó sẽ tính trả ra này, nó tạo ra một cái double để chúng ta dùng cái phương thức toString để chuyển thành chuỗi. Mình chạy thử thì có bị sao không? The first, the second, mình cộng á, kết quả nhỏ quá. Ở chỗ này mình phải quay trở lại, mình open là mình kéo dài ra các bạn ha. Thì chia 0,5 ha. Thì chia không các bạn nhé, không chia được. Ok ha, nhân một lên không bằng không, trừ là trừ 2 ha. Mình thử thêm một số cái tính năng. Ở đây mình thử thêm vào một cái timer các bạn ha, để chạy. Timer là một cái tiến trình. Mình gửi cho các bạn đọc trước ạ. Timer là một cái chiến trình nó chạy giống như cái đồng hồ CPU nó chạy ở bên dưới các bạn. Tức là trong quá trình mà cái máy tính chúng ta đang chạy á, thì chúng ta có thể kích hoạt một cái tiểu trình đồng hồ nó chạy ở bên dưới, nó chạy song song với hệ thống của chúng ta. Thì ví dụ như là cái chương trình của mình á, nó sẽ có một cái timer. Và trong quá trình chạy đó thì cái timer đó nó có thể định kỳ, nó các bạn sẽ quy định nó một cái khoảng thời gian định kỳ nó bao nhiêu. Ví dụ ở đây thì các bạn sẽ cho một cái độ trễ, cái khoảng delay nó là bao nhiêu. Thì trong khoảng delay đó mà khi nó đến một cái hạn delay đó, thì nó lại xử lý một cái hành động nào đó. Thì như vậy thì các bạn thấy là định kỳ cái chương trình mình nó hoạt động tới một khoảng định kỳ nào đó thì nó sẽ hiển thị ra các cái công việc gì đó phù hợp với chúng ta. Chẳng hạn như là ở đây mình có cái timer, ở đây Java nó có sẵn cái timer thì các bạn có thể nêu nó ra một cái timer, ví dụ 5.000 này nè, 5.000 tức là 5.000 mili giây, các bạn cái đơn vị nó là mili giây, 5.000 mili giây tức là 5 giây. Ở đây các bạn thấy là các bạn tạo ra một cái hàm xử lý. Tức là gì? Cứ năm mỗi 5 giây như thế thì cái hàm mà chúng ta viết ở đây này, cái nội dung mà chúng ta viết ở đây này, nó sẽ được thực thi. Thì sau khi bạn tạo ra cái timer đó thì các bạn start nó, tức là nó bắt đầu nó đồng hành cùng cái chương trình của chúng ta.
Ở đây ví dụ mình quay trở lại cái code của chúng ta đây ha. Mình sẽ quay trở lại cái lớp form. Nhưng mà lúc này các bạn không có vào giao diện nữa. Các bạn viết code cho nó thôi. Ở đây các bạn quay trở lại cái constructor, cái phương thức tạo lập cho cái form. Cái ở trên đầu cùng đó các bạn. Đây. Ở đây các bạn có cái timer nhé. Cái độ trễ là bao nhiêu, ví dụ mình cho là 1 giây đi ha. Đây là cái listener, tức là cái nghe và xử lý các bạn, cái nghe và xử lý. Ở đây các bạn sử dụng cái thức lambda. Tức lambda cho nó tiện, còn không các bạn có thể viết lớp nội hoặc là những cái hàm nội gì đó vân vân, nhưng mà ở đây các bạn có thể viết cái biểu thức lambda cho nó tiện. Vậy có nghĩa là chỗ này nó sẽ là một cái hàm chúng ta viết ở trong ha. Okay. Cái mà chúng ta viết để xử lý, tức là đây là cái code mà để chúng ta xử lý sau mỗi 5 giây. 1 giây chứ hả? Giây. Cái sau 1 giây đó thì cái hàm mà chúng ta viết ở bên dưới này nó sẽ được xử lý. Để sử dụng được cái timer đó thì các bạn phải import cái event. Đây. Delay new timer. Import cái gì các bạn ha? Import cho ta chưa? Rồi, import cái timer cho ta rồi hết. Action listener. Này các bạn có thể dùng lambda được. Sử dụng lambda đi các bạn ha, cho nó gọn. Ok. Trên cái form đó các bạn, trên cái form này nè, chúng ta có cái gọi là cái title của nó. Ở đây ví dụ các bạn thấy là property này. Nó có cái trường gọi là title này, ví dụ các bạn gắn vào đây là gì, chương trình toán đơn giản, title của cái form đó các bạn, frame, cho nên là action. Chữ title ha, chương trình tính toán đơn giản nha. Bây giờ mình muốn cho cái này nó chạy các bạn nha. Các bạn thấy cái chữ nó sẽ chạy từ bên trái sang bên phải. Hoặc là chạy từ bên phải sang bên trái chẳng hạn. Mình muốn cho cái tiêu đề này nó thay đổi. Thì ở đây người ta dùng cái mẹo. Ở đây người ta dùng một cái mẹo. Một cái gọi là cái title của cái form á. Của cái form á. Tức là các bạn sẽ dùng cái phương thức gọi là get. Thấy cái chuỗi mà ứng với cái form của chúng ta, cái chuỗi của chúng ta nó đang là chương trình tính toán đơn giản đó, thì các bạn sẽ tạo ra một cái chuỗi mới từ cái chuỗi cũ, chúng ta gọi là new title. Các bạn dùng cái hàm mà substring hôm trước trong cái lúc mà thảo luận về cái lớp string đó, các bạn có một cái hàm gọi là substring. Hàm substring này nó giúp chúng ta trích ra cái chuỗi con từ cái chuỗi ban đầu. Các bạn sẽ lấy cái chữ con tính từ vị trí thứ một, các bạn bỏ qua vị trí thứ không nhé, các bạn sẽ xóa vị trí thứ không, các bạn lấy từ vị trí thứ một cho đến vị trí cuối cùng, tức là cái vị trí gọi là length, từ vị trí một cho đến vị trí length trừ một các bạn nhé, cái này là end index trừ một. Các bạn lấy cái chuỗi đó ra, có nghĩa là cái chuỗi new này nè, nó chính là cái chuỗi ban đầu mà mất đi ký tự thứ không.
sau đó các bạn thêm cái ký tự thứ không vào và cuối liên title này của chúng ta sẽ thêm cái ký tự thứ không vào để title chấm lấy ký tự thứ không các bạn dùng cái character add. Ví dụ mình có cái chuỗi là A, B, C, D, E đi. Thì lúc đó các bạn sẽ biến nó thành cái chuỗi là B, C, D, E. Và các bạn cộng thêm cái chữ A vào sau lưng. Được không? Tí nữa các bạn làm sao? Các bạn là C, D, E, A. Và các bạn cộng cái B vào sau lưng. Được không ta? Thì các bạn thấy cảm giác trong cái thời gian rất là nhanh. Cái này giống như là cái chuỗi nó đang cái chạy như vậy. Thế các bạn thấy A, B, C, D, E là các bạn thấy B, C, D, E, A là các bạn thấy C, D, E, A, B. Thì các bạn thấy rằng là với cái tốc độ nhanh thì các bạn thấy giống như là cái chuỗi của mình đang di chuyển. Rồi từ cái title các bạn sẽ tạo ra cái new title và các bạn sẽ set cái title mới vào set. Chúng ta có set title được không? Chúng ta set bằng cái new title là cái new title của chúng ta đây là cái đây là cái title của chúng ta là cái chuỗi đầu tiên. Title là bằng cái này. Cái này của chúng ta chính là cái new title. Set nó lại bằng cái chữ đó. Ok. Thì các bạn thấy là gì? Sau khi set lại bằng cái chữ đó thì cái title mới của chúng ta nó lại được cắt và được xóa, được cắt và được xóa, nó cứ liên tục như vậy. Các bạn thử chạy thử nha. Chương trình tính toán đơn giản. Sao nó không chạy các bạn nhỉ? Mình mới tạo nó ra thôi nhưng mình chưa có start cái đồng hồ. TMR chấm start. Ok, cho cái đồng hồ chạy. Khởi động cái đồng hồ, cho cái đồng hồ chạy. Còn khi là mình mới cấu hình cái đồng hồ thôi mà. Cái trên là mình cấu hình cái đồng hồ delay trong 1 giây. Và sau mỗi giây như thế thì sẽ có cái đoạn code xử lý như thế này. Cho cái đồng hồ nó chạy cái đã. Wow, các bạn thấy chạy vào cái chữ chả thấy động được cái gì. Ủa, vẫn quá nhanh này. À, cái đó là cái đó là tính đơn vị ngàn giây, mili giây các bạn. Phải ngàn nha, cái này nó tính theo đơn vị là mili giây, millisecond. 1 giây là bằng 1.000 millisecond các bạn nhé, millisecond. À, nó cứ cắt cái chữ đầu nó bỏ vô chữ sau thôi các bạn, người ta dùng cái mẹo đó. Sau này các bạn ra mấy cái chỗ mà tiệm siêu thị rồi các bạn ra những cái thế giới di động đồ vân vân, các bạn thấy những cái chữ này nó chạy đó các bạn, người ta lập trình kiểu như vậy đó các bạn, người ta cắt đầu này người ta bỏ ra đầu sau thôi. Thành ra cảm giác như mình giống như là cái chữ nó đang chạy đó. Các bạn cứ cắt cái đầu ha, xong các bạn chèn vào sau, các bạn cắt cái đầu, các bạn chèn vào sau. Các bạn làm trong một khoảng thời gian rất là nhanh như vậy. Thì cái chữ chúng ta nó chạy. Muốn tăng tốc thì các bạn chỉnh cái thời gian lên. Ví dụ như là không phải ngàn mà 500 đi. Là nó nhanh gấp đôi các bạn nha. Các bạn thấy không? Ở đây cũng tiện thì chúng ta sẽ làm luôn cái đồng hồ ở người ta chạy cái chương trình của mình ra thì lâu lâu người ta liếc xem thử là bây giờ là mấy giờ rồi, hôm nay là ngày mấy, hôm qua. Cái đồng hồ của mình á, mình khai báo ở trong cái phương thức tạo lập, thành ra cái đồng hồ này các bạn phải để ở trên cái dữ liệu của cái form luôn các bạn ha. Form. Các bạn initialize, các bạn calculate form á, thì các bạn new nó ra, các bạn start. Mình thử thêm vào cái thời gian của hệ thống các bạn nhé. Trong cái form này mình thử thêm vào cái thời gian của hệ thống. Thêm vào một cái label
để mình hiện cái thời gian của hệ thống. Label này mình gọi là day time chẳng hạn. Trước các bạn có mấy cái hàm lấy ngày giờ đó, các bạn còn để không? Chúng ta lấy ngày giờ nó và chúng ta bỏ ra thôi. Sau khi các bạn lấy cái now á, các bạn set cái time, set cái test cho cái label. Cái test này thì nó có hai phần. Tại nó có cái mili giây ở sau nó dài các bạn, mình các bạn thấy giờ phút giây nó chạy ở dưới này, mình luôn đồng hồ của cái máy của chúng ta đã giờ phút giây chạy tới thì hai cái này nó chạy song song theo cái timer. Có thể là các bạn tạo ra một cái timer để chạy cái này các bạn nhé, và các bạn có thể tạo một cái timer khác để chạy cái này, không nhất thiết là cả hai cái đó nó đều vào chung một cái timer.